các loại câu điều kiện đã học. If thì ở trong này là có gì? Điều kiện gì nữa? Sang rồi. Đây đúng không? Phải mở ngoặc nhọn. Xong rồi code. Đúng không? Gì nữa? Hết rồi. Hết chưa? Chưa, con đây này. Nhiều điều kiện nào? Và điều kiện 2. Hoặc điều kiện 3, ví dụ như vậy. Được chưa? Đấy là cái loại câu điều kiện đầu tiên chúng ta học. Đây là cái cú pháp của nó. Loại câu điều kiện thứ hai. Bây giờ chỉ luôn. Chúng ta vẫn có if. Tổ hợp điều kiện tôi viết chung là điều kiện nhá. Vẫn giống như cũ, đây là code chạy đây. Code n, ví dụ thế, code tức là dòng thứ n. Và nếu mà không thỏa mãn cái điều kiện thì nó sẽ chạy xuống đây, else. Được chưa? Thì đây là code A, code B. Được chưa nhỉ? Đấy, đây là cái loại điều kiện thứ hai. Nếu thỏa mãn điều kiện thì chạy cái câu lệnh, các câu lệnh nào cho dấu ngoặc kép số 1. Đây là block A. Block là tổ hợp hay là khối lệnh A. Else, còn nếu không tức là cái điều kiện này không được đáp ứng, điều kiện này không trả về true thì nó sẽ chạy cái điều kiện ở block code B. Đây là hai loại câu điều kiện. Cái này gọi là dân gian mình gọi là lò sàng xuống miên. Xong chưa? Cả hai loại trên thì chúng ta đều hay dùng cả. Các bạn đều phải bắt buộc phải làm được. Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện cái này, không thỏa mãn thì thực hiện cái này, thì câu lệnh tổ hợp nó sẽ là y. Else. Xong chưa? Loại biến thể thứ ba, đây tôi gọi là một loại biến thể. Chúng ta có một loại biến thể nữa. If điều kiện 1 đóng mở ngoặc, else if điều kiện 2. Như này có nghĩa là nếu thỏa mãn điều kiện 1 thì chạy câu lệnh ở đây. Còn nếu không thỏa mãn điều kiện 1 mà thỏa mãn điều kiện 2, chứ không phải là tất cả điều kiện ngoài 1 nhé. Đây là không, nếu mà không thỏa mãn điều kiện 1 mà thỏa mãn điều kiện 2 thì chạy câu lệnh thứ 2. Và cái này chúng ta có thể thêm vào đây là có thể các bạn có thể dừng lại ở đây hoặc là có thể thêm else. Tức là không thỏa mãn cả hai điều kiện trên thì chạy cái else. Và với cái else này chúng ta có thể break nó bất kỳ lúc nào. Break nó ra và là else if điều kiện 3 hoặc là điều kiện thứ n nó mở ngoặc lại. Nó chia ra là bao nhiêu trường hợp cũng được. Đây là loại điều kiện thứ 3. Câu điều kiện thứ 3. Xong chưa? Vẫn còn một loại nữa. Biến thể nó nhiều lắm. Được chưa? Xóa nhá. Loại biến thể thứ tư là loại này cũng khá là hay dùng. Cái loại LXL này thì ít được dùng hơn so với XL. Nhưng mà đến loại thứ tư của chúng ta thì nó hơi khó đọc. Nhưng mà nó cũng rất hay được dùng. Và tôi là một thằng điển hình hay dùng thường xuyên. Ví dụ chúng ta có câu lệnh này. 3A bằng 5. Được chưa? If A bằng đọc lên nhỉ? Và B bằng false. If A lớn hơn hoặc bằng 5
thì B bằng chu else B bằng false. Các em có hiểu không? Nếu A lớn hơn hoặc bằng 5 thì giá trị của B sẽ được gán thành chu. Còn nếu A nhỏ hơn 5 hoặc là không thỏa mãn cái điều kiện là A lớn hơn hoặc bằng 5 thì B sẽ được gán bằng false. Đúng chưa? Câu này chúng ta đếm được có mấy dòng? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không thèm tính cái này luôn, 6 dòng. Nhá. 6 cái dòng này chúng ta chỉ cần viết thành 2 dòng hoặc là 1 dòng cũng được. Chúng ta sẽ có như sau. Câu này có thể viết lại bằng, tôi xóa đoạn này đi nhé. Câu này có thể viết lại như sau. Áp dụng nó là tương đương. Chúng ta sẽ có 3B. 3B bằng A lớn hơn hoặc bằng 5. Nếu thỏa mãn điều kiện này thì B sẽ được gán bằng true. Còn nếu không thỏa mãn thì sẽ được gán bằng false. Tôi dấu hai chấm. Nhanh. Nốt vào. Đây là cái phép so sánh. Phép so sánh của chúng ta. Nếu thỏa mãn điều kiện đằng trước dấu hỏi chấm thì B sẽ được gán giá trị bằng sau dấu hỏi chấm. Nếu cái biểu thức ở trước dấu hỏi chấm trả về false thì B sẽ được gán giá trị bằng sau dấu hỏi chấm. Thì đấy là cái này người ta gọi là biểu thức ba ngôi. Với mục đích là để gán giá trị cho một cái biến nào đó tùy thuộc theo cái điều kiện đưa ra. Đây là biểu thức ba ngôi. Được chưa? Rồi chuyển sang luyện tập. Bài tập chúng ta như sau. Tôi lại có một cái và bằng giới tính. Giới tính nó sẽ bằng cái prom. Giới tính của bạn là. Tôi mong muốn là nếu người ta giá trị bằng nam, bằng chính xác là nam thì hiển thị xin chào anh. Nếu giá trị bằng nữ thì hiển thị xin chào chị. Còn nếu giá trị khác cả nam và nữ thì hiển thị xin chào bạn. Vì không xác định được mà. Chả nhẽ lại chửi nó. Đúng không? Rồi các bạn làm đi. Áp dụng một trong những cái vừa rồi. Quang lại. Cái này hay là bọn những cái câu nói tiếng Anh chúng ta hay đưa vào bởi vì sao? Bởi vì cái Mr. này, Miss, Miss, Mrs. Những cái này chúng ta phải phân biệt với nhau. Có biết những cái này không? Cái này là gì? Ông. Anh. Anh. Chị. Cái này đàn ông thì không có phân biệt là có vợ hay chưa có vợ. Đều biết là như này hết. Còn cái này là cái gì? Chị. Cô. Quý cô. Cái này là phụ nữ chưa có gia đình. Còn cái này phụ nữ có gia đình.
Thì vậy. Được chưa? Xong chưa? Với JavaScript nó không được. Được nạp được. Xong chưa lâu thế. Xong chưa. Nhá. Nào đọc cho tôi nào. Nghĩa. Ờ, cứ đọc đi. Hoặc gì? Phải. Hai cái. Nam. Nam.
Không sao, cái này đúng mà. Tất nhiên vẫn chạy ra. Tôi muốn dùng những cách khác thôi. Cách này ok đúng không? Sao cách mới thì sao? Có nghĩ ra cách mới không? Else if. Nếu đã viết như này thì nên là như này. Được chưa? Nên là dân chơi thì sẽ là bạn đúng không? Rồi xong, đây là bạn. Cách của nghĩa nếu mà không phải nam không phải nữ thì nghĩa làm nào? Hả? Không giả. Vẫn làm được nhá. Đây này. Đây là cách đúng nhá. Đây cách đúng này. Nếu mà cách theo làm theo cách của nghĩa if từng cái một đấy cũng được. Nhưng mà mình sẽ phải xử lý nữa là if giới tính này khác nam và khác ngữ. Như này nữa thì nó sẽ đúng. Được chưa? Rất nhiều cách làm. Một bài toán chúng ta có cực kỳ nhiều cách giải quyết, nhưng mà cố gắng chọn cách nào tối ưu nhất thì là tốt nhất thôi. Chứ không ai bắt ép các bạn phải theo một cách nào đấy nó chuẩn chỉ cả. Được chưa nhỉ? Bây giờ với cái phương trình bậc 2, các bạn có nghĩ là có áp dụng được cái này không? Áp dụng cho cái gì? Cho delta bằng bao nhiêu đúng không? Nếu delta lớn hơn 0, delta bằng 0 và delta nhỏ hơn 0, nó sẽ sử dụng được cái này. Kệ nó. Xong chưa? Rồi. Tạm thời như vậy, nhưng mà với cách này các bạn lưu ý nhé, với cách này này, với đặc biệt với cái if else này, chúng ta còn một loại câu lệnh dễ nhánh nữa. Loại này loại khá đặc biệt, nó không phải là câu lệnh dễ nhánh chính thống, tuy nhiên nó vẫn có thể dùng được. Tôi comment cái này vào nhé. Rồi chúng ta có demo luôn. Chúng ta có loại nữa là loại switch. Switch cái giới tính. Cái loại switch key này nó chỉ sử dụng được khi mà so sánh bằng thôi, chứ không có so sánh hơn hoặc là so sánh nhỏ hơn hoặc so sánh khác cũng không có. Nó chỉ có so sánh bằng thôi. Chúng ta sẽ kiểm tra cái câu lệnh này, chúng ta dịch như sau này: kiểm tra giá trị của giới tính. Nếu trong trường hợp key là trường hợp mà, trong trường hợp giới tính bằng nam thì sử dụng thì được thực thi câu lệnh document write. Thực thi câu lệnh document write, xin chào anh. Và break. Break tức là nó không chạy những cái câu lệnh ở phía dưới lên nữa. Vậy rồi. Còn cây thứ hai là nữ. Document write lại xin chào chị. Còn default. Cái default này có cũng được, không có cũng được nhá. Nếu mà không có thì nó sẽ chạy xuống dưới nữa. Thì chúng ta sẽ có là document write là xin chào bạn. Đây là cái loại thứ hai. So sánh giá trị của cái giới tính này với các cái giá trị khác là nam, nữ và default. Nếu cái giới tính này không bằng nam, không bằng nữ thì nó sẽ rơi xuống cái default. Đây cũng là một cách. Chúng ta nốt vào đi và chạy thử nó có được không. Đây có cái gì đấy, bắt một phiêu cái gì cơ mà. Tôi yêu cầu ra ngoài bây giờ luôn đi nhá. Học thì học mà chẳng học thì thôi.
tốt nhất là ra ngoài để cho đỡ để ảnh hưởng người khác. Suối, cây, đây là một loại, cũng là một loại câu lệnh so sánh. Câu lệnh dễ nhỉ? Cho nên là với câu lệnh gieo nhánh chúng ta có rất là nhiều điều kiện, rất là nhiều cái công cụ, chúng ta dùng cái nào thì dùng, dùng sao cho nó thông minh là được. Hai bạn đi ra ngoài. Thôi. Cầm lát đi ra ngoài. Tại sao không hỏi tôi? Đi ra ngoài. Không nói nhiều. Được chưa? Nhanh. Tôi không nói đùa đâu. Thu dọn và đi ra ngoài. Tại sao không hỏi tôi? Em chỉ không nhìn rõ. Không nhìn rõ tại sao ngồi đấy? Không lý do, đi ra ngoài. Bao giờ trình bày xong lý do với thầy Định thì quay lại đây, nói chuyện tiếp. Tôi đã nói rồi, tôi cố gắng tôn trọng các bạn từ đầu kỳ. Là các bạn muốn trao đổi gì, tôi nói thẳng. Hoặc là nếu mà có trao đổi, muốn cần trao đổi với nhau, có cái máy tính ấy, tại sao không chat đi? Hoặc là nếu xin thích thì xin ra ngoài thẳng luôn. Bao giờ xong xuôi công việc thì đi vào. Đi ra ngoài đi. Tôi không muốn nói thêm lần nữa đâu. Được chưa? Chạy hả? À quên, chạy ước. Chờ tí nhá, để tôi test cái. Nam. Đấy, đúng rồi mà. Rồi để tôi coi nào. Xem cú pháp của bạn có vấn đề gì. Nếu mà không có vấn đề thì không có gì cả bạn. Hiện thì ra như mình mong muốn đấy. Tốt nhất là bật cái này lên. Để cái dấu đỏ. Đấy, nó sẽ hiện rồi. Anh expect ai đây này phải không? Nó có nhiều luôn. Đấy. Đây, để nó lại sẵn. Thank you.
các bạn ra ngoài và bao giờ có ý kiến của thầy định thì tôi cho, sẽ cho phép các bạn quay lại lớp. Còn không thì các buổi sau vẫn thế. Chưa chạy được đấy. Đây này các bạn lưu ý này. Các bạn lưu ý nhá. Nếu mà trong trường hợp cái giao diện của chúng ta nó không ra được như chúng ta mong muốn ấy. Được chưa? Nào, đến cho nó nghe. Nếu nó không ra được như chúng ta mong muốn ấy, tốt nhất là chúng ta bật cái developer tool lên. Và bấm vào cái console này có cái gì màu đỏ không? Dòng bấm nó có cái số dòng ở đấy, em bấm vào cái dòng đấy. Là dòng số bao nhiêu? Dòng số 22 mở ra đi. Ok đấy. Học JavaScript dễ thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà khó nó khá là khó. Nếu mà chúng ta không biết cách thì nó khó lắm. Còn ai có vấn đề gì nữa không? Đã có cái này chưa? Hay là comment cả vào rồi? Ông cái lỗi này là chuyện bình thường. Tốt nhất đấy, nếu mà các bạn gặp cái lỗi như thế này, dạng như thế này này, tôi cũng comment và tôi cũng gặp thôi. Thấy không? Giới tính not defined thì copy cái này. Copy luôn cả đoạn text này, nếu mà học tiếng Anh dốt quá. Copy này vào translate. Thế tôi nói thật đấy. Đấy. Đã hiểu được chưa? Được chưa? Đổi chỗ là swap.
Đừng biết con đánh đô tao, biết con VS còn khó à? Đấy. Swap là đổi hai vị trí với nhau. Còn switch là chia. Chúng ta ở nhà chúng ta có dùng mạng không? Có dùng internet không? Có. Có cái modem, nó có mấy cái lô phía sau. Cái đấy cái gọi là switch. Đó, giống như một cái nguồn nước ấy, nguồn nước đầu vào ấy. Chúng ta có một cái ô, nó chia ra làm mấy ô này, nước vào đây thì nó sẽ ra đều bằng này đâu. Thì đây cái thứ này gọi là cái switch. Được chưa? Đúng rồi, nó có thể là gọi là share là được. Thì đấy, thì khái niệm switch và khái niệm swap mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng nhau. Break biết là cái gì không? Break không biết thì tra đi. Vỡ, phá vỡ ra ngoài. Được chưa? Bởi vì cái switch này. Cái switch các bạn để ý nó giống như một cái dòng nước của chúng ta ấy. Nếu mà chúng ta rơi vào một cái, đây là cái vùng chia nhá, chia những cái dòng nước ra đúng không? Cái ô để chia. Để chia nước ra ngoài. Nếu mà chúng ta không chủ động thoát ra ngoài ấy, thì nó cứ xử lý tiếp tục cho cái luồng đấy mãi, nó không thoát ra được. Thì bây giờ chúng ta phải break, là phá vỡ ra ngoài. Được chưa? Cái từ break này nó hoạt động ở trong switch là một trong vòng lặp là hai. Nó có khả năng là thoát ra khỏi vòng lặp, cũng như là phá vỡ cái luồng dữ liệu ở trong switch đi. Thì đấy là cái khái niệm về. Đúng rồi, nó dừng lại luôn. Nó thoát ra ngoài và chạy những cái dòng lệnh ở ngoài cái cảm ứng mọt như này. Chạy cái cảm ứng lệnh chạy lệnh ở ngoài cái cảm này. Chạy tiếp tục ở phía dưới. Được chưa? Đấy là như kiểu phải nhìn dậy tiếng Anh. Được chưa nhỉ? Đấy là cái trường hợp một trường hợp mà chúng ta xử lý về câu lệnh ra nhánh tiếp theo. Xong. Bây giờ có ai thắc mắc gì nữa về các cái câu lệnh ra nhánh của chúng ta? Còn ở đây tranh thủ tiện thì tôi dạy luôn như này. Chúng ta sẽ có một cái bài toán. Bài toán như sau. Kiểm tra một số nó một cái ký tự nó có phải là số hay không? Tôi dạy chưa? Rồi. Chúng ta có một cái khái niệm là hàm. Thì chúng ta cứ biết dùng đấy nhá, còn tôi sẽ hướng dẫn chúng ta viết tự viết hàm cho mình sau. Chúng ta sẽ có một cái biến. Đây nhỉ. Hôm trước chúng ta chỉ ví dụ như tính diện tích tam giác thì chúng ta chỉ tính được những cái biến mà nó chúng ta cho trước, đúng không? Cho trước giá trị đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ có thể làm như sau. Và cạnh A bằng prom của cái độ dài cạnh A. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đặt debugger ở đây. Các bạn có biết debugger vào. Duplicate thằng này lên cạnh B. Cạnh B duplicate lên nữa là cạnh C. Rồi xong đặt, nhớ đặt cho tôi cái debugger ở dưới nhá, cái chữ debugger này. Được chưa? Dạy cho các bạn biết debug là như nào. Tiện thể luôn. Tốt nhất là các bạn không nên cài. Cốt tay cho nó nhớ. Sau này tôi sẽ hướng dẫn cài. Thích cái gì có cái đấy. Xong chưa? Rồi chạy thôi. Nhớ khi mà chạy chúng ta cứ bật cái F12 lên cho tôi trước đi đã. Bấm F12 ấy. Vào trang nó bấm F12 lên. Nó sẽ bật lên cái developer tool này. Vớ vẩn.
chẳng thằng nào không có cả, không thì chuột phải vào màn hình ấy, inspect nó tự động nó bật ra. Function, giữ phím function bấm F12. Phím Enter ấy. Vớ vẩn. Nay sau này làm sao mà cài Win được cho vợ? Cài rồi mà vẫn còn dốt thế. Bật lên được chưa? Xong chưa? Bật được không? Rồi, reload. Độ dài cạnh A này chúng ta để là 4 này, 5 này, C là 6. Enter xuống chúng ta sẽ thấy nó bật ra cái này. Có không bật ra thì trừ khi là các bạn gõ sai chính tả thôi. Có ai không bật ra không? Đấy. Nhập cái máy cũng được. Nhập vào. Đây này. Vâng, em không ra gì. Em không bảo em không ra đấy. Hướng dẫn cách dùng debugger, giải thích debugger là cái gì trước nhá. Bug là cái gì? Đúng rồi, lỗi. Thằng nào phải chỉnh sửa lỗi đấy. Vả với một phát bây giờ dịch linh tha linh tinh. Bug là lỗi đúng không? Debug là tìm lỗi và sửa lỗi. Đấy chưa? Debug là tìm lỗi và sửa lỗi. G ấy, những cái gì có đuôi R, ER và OR đây này. Làm cái gì? Cái quả này người chỉnh sửa. Không phải người chỉnh sửa. Đây là chuyển sang danh từ người thực thi. Được chưa? Sang danh từ thôi chứ không phải là phải bắt buộc phải chuyển sang người. Được chưa? Đừng nhầm vậy. Debugger nó là công cụ tìm lỗi. Và khi mà các bạn đặt cái debugger này ở đâu ở trong cái JavaScript của chúng ta ấy, thì cái việc trình duyệt nó đọc code JavaScript của chúng ta nó sẽ dừng lại tại đấy. Nếu chúng ta bật developer tool lên thì nó dừng lại đây, nó không chạy những dòng dưới nữa này. Thì chúng ta khi mà dừng lại thì chúng ta có thể làm gì? Kiểm tra những cái kết quả đã xảy ra phía trước để xem nó có đúng hay sai. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm được ra cái đoạn nào là cái đoạn gây ra lỗi của chúng ta. Đấy là cái
debugger. Bây giờ kiểm tra lỗi thì bằng cách nào? Kiểm tra những cái sự kiện xảy ra phía trước thì làm như nào? Chúng ta có cái prompt là hiển thị ra cái độ dài cạnh A và chúng ta nhập vào, chúng ta enter xuống xong rồi đúng không? Tiếp theo tương tự với B và C. Thì bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại xem chúng ta đã nhập cái gì vào. Nãy tôi nhập cái gì vào giờ tôi không nhớ chẳng hạn. Tôi hover chuột vào đây. Được chưa? Các bạn hover chuột vào, nó sẽ ra cái giá trị. Đúng không? Được chưa nhỉ? Đó, và chúng ta nhìn này, chúng ta để ý này. Cái cạnh A bây giờ độ dài là 4, ừ thì là 4 nhưng mà nó được bao bởi cái gì? Hai dấu phẩy. Nó sẽ là chuỗi. Bây giờ chúng ta thử sang console này. Chúng ta lấy cạnh A cộng với cạnh B. Nó ra mấy? 9. 9 cái của nó. Đã bảo hai cái chuỗi hôm trước vừa học phép toán tử cộng xong. Đúng không? Nào quay lại này. Cạnh A là chuỗi mang ký tự 5 à ký tự 4. Cạnh B là chuỗi mang ký tự 5. Đúng không? Hai chuỗi cộng vào nhau thì thành cái gì? Thành 45. Đúng chưa? Đó, cho nên là chúng ta khi mà nhận dữ liệu từ cái prompt này, chúng ta phải ép, nếu mà muốn cộng trừ nhân chia, chúng ta phải ép nó về số. Đúng không? Phải ép kiểu nó về số để chúng ta cộng được. Thì chúng ta có cái hàm ép kiểu như sau. Cạnh A bằng pass in parser xe nhá. Pass in chính nó cạnh A. Đây là phép gán cái biến cạnh A bằng cái giá trị của chính nó ép về kiểu số nguyên. Tương tự như vậy chúng ta có cạnh B và cạnh C. Rồi vứt đấy đã. Xong chưa? Chạy đi. Lại chạy đi, nhớ giữ cái developer tool nhá. Reload lại chạy. Được chưa? Test thôi. Reload này. Cạnh A là bằng 4, 5, 6. Nó dừng lại đây. Nó vẫn dừng lại đây. Chúng ta chưa chạy cái đoạn dưới. Cho nên là bây giờ chúng ta hover vào giá trị cạnh A. Nó vẫn bằng 4. String 4, string 5 và string 6. Bây giờ chúng ta bấm cho tôi phím F10. F10. Cho anh thấy nó nhảy không? Nhảy xuống dòng dưới đúng không? Xong F10 cái thứ hai là nó nhảy xuống dòng số 46 đúng không? Thì chúng ta hover lại về cạnh A. Nó về số chưa? Đó, chúng ta nhảy một cái nữa để xuống cạnh đến cạnh C đi. Bây giờ cạnh B nó bằng số 5, cạnh A bằng số 4. Bây giờ chụp xong chưa? Kiểm tra xong chưa? Giờ chúng ta tiến hành vào cái tab console, chúng ta lấy cạnh A cộng với cạnh B. Nó sẽ ra số 9. Đến lúc này chúng ta mới cộng được. Đây là khái niệm tiếp theo của chúng ta, là khái niệm ép kiểu. Ép kiểu từ chuỗi về số. Chúng ta có vài kiểu ép kiểu. Chúng ta có 3 hàm. Mấy nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta thêm. Hàm đầu tiên là hàm number. Viết giá trị ở đây có thể là một biến hoặc một biến.
hoặc là một chuỗi ký tự thì nó sẽ tự động nó ép cái kiểu này về số và gán cho một cái biến A hoặc biến B nào đấy bằng cái giá trị trả ra của những cái hàm number này. Cách thứ hai là hàm pass in. Cũng dùng như vậy thì pass in này nó chỉ ép được cái số nguyên thôi. In là viết tắt của từ integer là số nguyên. Được chưa? Chúng ta có cách phép thứ ba là pass float. F là kiểu số thực. Bây giờ F là kiểu số thực thì chúng ta nên dùng hai loại này để F kiểu. Đây là những cái hàm có sẵn trong bên trong JavaScript chúng ta nên nhớ để dùng nốt vào. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Chúng ta test tiếp một lần nữa coi này. Cứ điền vào đây là chữ. Chúng ta bây giờ có cạnh A bằng một dãy chuỗi chuỗi ký tự đúng không? Cạnh B bằng số, cạnh C bằng chuỗi. Chúng ta là F10. Cạnh A bằng giá trị gì? NAN. NAN là viết tắt của từ là not a number. Không phải là số, nó không ép được về số, chữ A B C D nó không ép được về số. Đúng không? Thì như vậy chúng ta phải kiểm tra để chắc chắn được cái cạnh A này, chúng ta muốn tính toán được chắc chắn nó phải về số thì chúng ta mới tiến hành cộng trừ nhân chia đúng không? Nếu nó không phải là số thì thôi dẹp đi. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra có một cái hàm để giúp chúng ta kiểm tra được một cái ký tự có phải là số hay không bằng cách như sau. Chúng ta có cập nhật cái câu lệnh của mình đó là if có như này. If is nan của cạnh A thì console.log cạnh A không phải là số. Else comment cả B cả C và tí nữa chúng ta ăn comment sau. Chúng ta đang áp dụng cái is none. Xong chưa? Không, từ từ, mình chỉ kiểm tra mỗi A thôi bạn. Làm nhanh để cho mình có thể hiểu cái is none này là cái gì mà. Xong chưa? Rồi chúng ta test nhá. Cạnh A, nếu ở đây tôi điền là 1, 2, 3 này. Cái này có phải là số không? F10. Xong. Cạnh A là số đúng không? Nếu tôi điền 1, 2, 3 thì nó có hiển thị đây là cạnh A là số này. Kiểm tra tiếp, viết text linh tinh vào. Bây giờ là cạnh A không phải là số. Thì chúng ta có cái khái niệm là
hàm is none. Hàm is none nó sẽ giúp chúng ta kiểm tra một phần tử không phải là số. Thì chúng ta có như sau. Nếu mà hàm is none, is none đấy như nào nhỉ? Is none của một giá trị nào đấy trả về chu, trả về chu thì cái giá trị kia không phải là số. Được chưa? Đây là cái tác dụng của cái hàm is none. Thế vậy để kiểm tra một số và một cái ký tự, một cái biến giá trị của cạnh ngang này là số thì chúng ta làm nào? Tôi chỉ muốn nó là số thôi. Thì tôi làm nào? Kia là kiểm tra bằng chu. Hôm trước tôi dạy cái gì là bằng false. Phủ định. Phép phủ định tương đương với bằng false. Đúng không? Thì chúng ta ở đây là nếu phủ định của is none, đúng không? Nếu kết quả của is none trả về là bằng false thì cạnh ngang của chúng ta là số. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái câu lệnh là nếu is none của cạnh A và is none của cạnh B và is none phủ định. Phủ định, nhớ phải phủ định nhá. Của cạnh C. Như này ý nghĩa là gì? Cả ba cạnh này đã phải là số. Cả ba cạnh này tôi nhập vào là số rồi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi tính toán. Đúng không? Đây nó là số hết rồi thì tôi mới tiến hành tính toán được chứ. Nếu nó không là số tôi lấy gì tôi cộng? Tôi lấy gì tôi trừ? Cái gì á? Nhớ cái vậy. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta uncomment cái này đi. Uncomment cái này. Đến ở đây chúng ta sẽ có là trong trường hợp cả ba cái cạnh A, cả ba cái độ dài chúng ta nhập vào nó là số thì chúng ta mới tiến hành là ép kiểu. Tiến hành ép kiểu cho chúng nó. Sau đó chúng ta sẽ có các độ dài cạnh A, cạnh B, cạnh C, nó là các số, rồi chúng ta mới tiến hành tính toán xem chúng nó có đủ hình thành tam giác hay không. Được chưa? Còn nếu một trong ba thằng này nó không phải là số thôi thì chúng ta sẽ hiển thị là các cạnh không phải là số, cho nên là không hình thành tam giác. Như này đúng không? Ở dưới này tôi sẽ comment vào đây là các bạn là tính tổng đi, à, tính chu vi, à, kiểu đây là check độ dài có thể hình thành tam giác hay không, tính chu vi, tính diện tích. Đây nó mới là một cái bài hoàn chỉnh của chúng ta khi mà làm việc với tam giác. Với những cái dữ liệu chúng ta đưa vào nó là từ nhập từ bàn phím của người dùng. Có nghĩa là đến lúc này chúng ta mới có cái khái niệm như thế nào gọi là cốt ra để phục vụ con người. Người ta nhập vào nó trở thành một cái công cụ cho chúng ta tính toán. Nhưng mà trước đây chúng ta chỉ cho sẵn những cái số, những cái đơn vị vào trong các biến của chúng ta đến cạnh A, cạnh B, cạnh C để chúng ta tính không thì nó là vật chết. Nó không thể thay đổi được những cái việc đấy. Mỗi lần thay đổi chúng ta lại phải vào trong code chúng ta sửa xong bắt đầu làm mới chạy trên trình duyệt để hiển thị ra kết quả của cái đấy thôi. Còn ở đây tôi chỉ đơn giản là reload trang, Ctrl R một cái reload trang, tôi nhập những cái độ dài khác nhau vào, tôi tự tính ra được cái kết quả tiếp theo. Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với cái cũ kia. Các bạn hoàn thiện nốt cái phép tính kiểm tra xem có phải tam giác hay không, sau đó tính diện tích, tính chu vi, copy này cũng bước vào đấy. Rồi chúng ta hãy tiến hành tính toán thử xem nhập một cái độ, nhập ba độ dài vào xem nó có hình thành tam giác hay không.
Làm đi. Bài cũ có rồi đúng không? Bài cũ có rồi thì cứ thế mà làm thôi. Copy vào. Sau này chúng ta sẽ làm việc với những cái thứ hay ho hơn nhiều. Ví dụ như mô tả lại cái máy tính bảng, hoặc cái máy tính cộng trừ nhân chiều của chúng ta ở cấp 3. Làm được những cái phép đấy. Bất quay phải. Bất bảo, tôi có thấy cái wifi này không? Không chưa? Copy lại bài cũ thôi mà.
Không nhá. Ngang nhá. Không nhá. Được, các bạn này làm rồi. Không nhá.
Xong tôi cốt xong rồi này. 4 5 6. Ôi giời ơi, a. A này là cái gì nhỉ? À, cạnh A, cạnh B, cạnh C. Quên. Chu vi diện tích này. Bây giờ cạnh 1. Các cạnh không phải là số. Vậy tôi điền dấu phẩy nãy vào đây mà. Các em có tám giác không? 1, 2, 3 phải tám giác không? Không, tất nhiên. Check có nhanh hơn không? 10, 12, 24, có phải tám giác không? 20. Có tam giác và chu vi diện tích đấy. Xong. Cái này là chúng ta sẽ, sau khi làm xong chúng ta sẽ có thể tương tác với dữ liệu động. Dữ liệu động tức là những cái mà chúng ta chủ động điền vào trong đấy. Thấy chưa nhỉ? Lợi ích của nó rất là nhiều khi mà chuyển sang được cái này. Nhưng mà chúng ta hãy lưu ý khi mà làm thì trước hết là phải kiểm tra nó là phải là số, tức là đầy đủ những cái điều kiện để chúng ta có thể tính toán được. Chứ không thể đem chữ A với chữ B vào cộng với nhau nó ra số được, không có chuyện đấy. Thì làm với là cái ngành lập trình của mình á, thì những cái công việc như thế này là những cái công việc cần rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Thế cho nên là tôi muốn dạy chúng ta ngay từ cái bước ban đầu như thế này. Sau này làm cái gì cũng phải cẩn thận check. Tôi sẽ đẩy lên và các bạn sẽ chuyển sang cái bài làm về cái phần là tính giải phương trình bậc 2. Cũng bằng PROM ABC như thế này. Giải phương trình bậc 2 cho tôi. Cũng làm rồi đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta check nó cho nó tử tế hơn và sử dụng những cái công cụ mà chúng ta đã được trang bị nó hiện đại hơn ngày xưa thì chúng ta sẽ giải quyết nó. Ví dụ như if, else, if, else chẳng hạn thì nó có thể giúp chúng ta chia cái trường hợp của delta ra. Rồi tôi đẩy lên nhá. À, mất mạng. Ôi tổ. Chờ tí để tôi đẩy. À mà các bạn cũng không vào được mạng đúng không? Mạng dây có, mạng wifi thì không ạ? Ở đây có bạn nào dùng mạng wifi không? Đây thôi, đây code đây. Chắc chỉ cần đoạn này thôi đúng không? Ok. Làm cho tôi bài tập là giải phương trình bậc 2 nhé. Cũng nhập 3 số A, B, C vào. Check cho nó như thế. Cái này là một này, đúng không? 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29 này, 30 này, 31 này, 32 này, 33 này, 34 này, 35 này, 36 này, 37 này, 38 này, 39 này, 40 này, 41 này, 42 này, 43 này, 44 này, 45 này, 46 này, 47 này, 48 này, 49 này, 50 này, 51 này, 52 này, 53 này, 54 này, 55 này, 56 này, 57 này, 58 này, 59 này, 60 này, 61 này, 62 này, 63 này, 64 này, 65 này, 66 này, 67 này, 68 này, 69 này, 70 này, 71 này, 72 này, 73 này, 74 này, 75 này,
tính theo chính là dấu cộng. Hả? Có anh thắc mắc gì không? Nghe xong chưa? Thế luôn rồi. Đi quá. Thế đi một vòng đi. Ý là làm cái bài giải chương trình ấy. Chưa. Bây giờ ông ngồi ông ngắm nó à? Ừ, được. Mà ông đang công khai được mặt đồng. Chuỗi đúng không? Bắt đầu chuỗi
10 10 10 rồi này không thua đâu. Không có gì thành công mà từ đấy cả. Đấy, chị Việt thì nó đâu ra. Bố láo quá nào, tôi làm gì có cái biến nào gọi là cái biến diện tích. Tiếp theo thầy phải láo thật. Rồi, thế tôi biết là thầy đi sao sao không được
ngu như nhau. Làm cái gì phải cẩn thận vào trong ngành lập trình của chúng ta, chỉ sau này cái số lượng code của bạn sẽ rất là lớn. Một ngày các bạn có thể code được hàng nghìn dòng, mà code 1.000 dòng mà chỉ sai 1.7 thôi hoặc 1.7 thôi là 1.000 tại 2 ngày. Đã đi làm lập trình là phải cẩn thận từng dòng một. Lại có mạng không?